Ngày 13 tháng 8, Manchester United có chuyến hành quân đến sân vận động Community để làm khách trước đội chủ nhà Brentford. Sau trận thua 2-1 trước Brighton ở cuối tuần trước, Erik ten Hag và các học trò đặt mục tiêu phải giành trọn 3 điểm ở trận đấu này. Thế nhưng, chỉ sau 10 phút bóng lăn thôi, họ đã bị tạt một gáo nước lạnh toát vào mặt khi đội chủ nhà Brentford mở tỷ số trước. Không chấp nhận bị dẫn bàn từ sớm, bầy quỷ đỏ vùng lên nhằm tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, 2-0, 3-0, rồi 4-0, bàn gỡ thì chả thấy đâu, trong khi David De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa. Đến lúc này, United sụp đổ hoàn toàn. Họ thi đấu rệu rã và không thể hiện được hình ảnh của một ông lớn, chấp nhận thua trắng 4 bàn trước một đối thủ mới lên hạng chỉ mùa trước. Sau trận đấu này, ban lãnh đạo, các cầu thủ và thậm chí là cả chính Ten Hag phải hứng chịu hàng loạt những lời chỉ trích từ các fan hâm mộ. Cứ ngỡ rằng những áp lực kinh khủng đó sẽ nghiền nát Manchester United ở trận đấu sắp tới. Thế nhưng họ đã vùng dậy một cách mạnh mẽ để chiến thắng Liverpool một cách thuyết phục trên sân Old Trafford, rồi sau đó nhẹ nhàng vượt qua một đối thủ khó chịu khác là Southampton với tỷ số 1-0. Một chuỗi hành trình mà Manchester United như cho người hâm mộ của mình đi trên chuyến tàu lượn siêu tốc lên xuống liên tục vậy, chạm đáy với thảm bại nhục nhã trước một đội bóng bé, rồi lại vươn tới tột đỉnh sau chiến thắng vẻ vang trước nhà đương kim áo quần Champions League. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng trải nghiệm lại những cảm giác đó để tìm xem lửa đỏ thành Manchester có những thay đổi tích cực gì và còn tồn đọng các vấn đề nào sau 4 trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời huấn luyện viên trưởng mới Erik ten Hag nhé. Để chỉ ra một thay đổi tích cực nhất của Manchester United dưới thời của Erik ten Hag so với những đời huấn luyện viên trước như Ralf Rangnick hay Ole Gunnar Solskjaer, đó là đội bóng này bắt đầu có được một hệ thống chiến thuật với ý đồ và cách thức vận hành rõ ràng hơn. Điều này được thể hiện qua cách mà các cầu thủ United di chuyển để lựa chọn vị trí nhằm thiết lập khối đội hình khi build up, hay việc thực hiện theo kèm và chiếm lĩnh các khoảng không để tạo ra một hệ thống pressing hiệu quả. Với việc yêu thích sử dụng khối 4-3-3 trong khâu kiểm soát bóng, dễ hiểu khi ten Hag cho các học trò của mình lấy khối 2-3 cơ bản của sơ đồ này để làm cơ sở cho những tình huống triển khai bóng của đội. Với bộ tứ vệ và một trong hai tiền vệ trung tâm tạo thành một khối hình thẳng, hai hậu vệ cánh chủ yếu sẽ bó vào trong khu vực half space nhằm giúp United tạo được lợi thế quân số ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, họ cũng sẽ được yêu cầu chơi rộng nếu như Ten Hag muốn có những điểm nhận bóng ở biên và kéo giãn được khối phòng ngự của đối phương. Các cầu thủ sẽ cố gắng đẩy cao ghim hàng thủ của đối phương lại để mở ra khoảng trống lớn hơn ở giữa sân cho các số 8 của United có thể thoải mái nhận bóng và trở thành điểm đến lý tưởng cho những đường chuyển xuyên tuyến từ phía dưới. Anthony Martial sẽ được chỉ đạo thường xuyên lùi sâu để tạo ra các lựa chọn chuyền bóng mới, đồng thời góp phần vào việc overload khu vực giữa sân để giúp đội nhà có thể lên bóng tốt hơn. Hai winger của United sẽ luôn được Ten Hag bố trí thi đấu rộng bởi ông muốn họ cô lập các hậu vệ cánh của đối phương và có thể ngay lập tức thực hiện những pha bóng một đấu một với họ nếu như được nhận bóng từ đồng đội. Khi cần phải thay đổi, vị chiến lược gia người Hà Lan có thể xoay chuyển khối 2-3 kia thành khối 3-1 hoặc 3-2. Với khối 3-1, một hậu vệ biên của United sẽ được kéo xuống ngang hàng với cặp trung vệ để có thể tạo được lợi thế quân số với những đội bóng sử dụng khối pressing có tuyến đầu hai người, trong khi hậu vệ còn lại sẽ dâng rất cao và trở thành một mũi nhọn mới khi tấn công. Còn với khối 3-2, một hậu vệ cánh hoặc một tiền vệ trung tâm sẽ được đưa vào đá cạnh single pivot ban đầu, giúp United có thể đối phó tốt với những đội bóng ưa thích high pressing. Dù vậy, có là khối build up nào đi chăng nữa thì mục tiêu mà vị chiến lược gia 51 tuổi muốn các học trò của mình hướng đến đó là kiểm soát được trái bóng thật tốt để thu hút áp lực từ đối phương, từ từ kéo giãn khối phòng ngự theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc và đưa được bóng tới khu vực 1/3 cuối sân nhờ lợi thế quân số mà khối build up đã thiết lập được. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên Ajax không phải là một người quá bảo thủ với triết lý của mình, và ông sẵn sàng cho phép các cầu thủ của mình thực hiện những đường chuyền trực diện nếu như có cơ hội xuất hiện. Khi bắt đầu tiến được vào phần sân của đối thủ, Ten Hag muốn các học trò nắm thế chủ động qua việc kiểm soát không gian. Ông muốn các cầu thủ giữ được một cự ly đội hình hẹp nhất có thể nhằm thiết lập được mối liên kết chặt chẽ giữa các cầu thủ để luân chuyển bóng dễ dàng hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo được có những cầu thủ được đá rộng để sẵn sàng khai thác vào các khoảng trống phía bên kia nếu như cơ hội được mở ra. Để làm được điều này, huấn luyện viên người Hà Lan chỉ đạo các học trò chiếm lĩnh 5 lên theo chiều dọc bằng khối đội hình có dạng 2-3-5 và luôn phải có ít nhất một cầu thủ kiểm soát khu vực đó khi tấn công. Các cầu thủ United sẽ được cho phép hoán đổi liên tục với nhau và rời bỏ vị trí để thực hiện những tình huống overload về một bên. Tại đây, họ sẽ tận dụng lợi thế quân số của mình để thực hiện những pha phối hợp hoặc các tình huống overlap hay underlap để từ hậu vệ biên đưa bóng tới những vị trí nguy hiểm có thể tạo ra được cơ hội ăn bàn. Ngoài ra, những đường đảo cánh để khai thác sự xô lệch của khối đội hình đối phương và tạo điều kiện cho winger phía bên kia được đấu 1-1 cũng sẽ là phương án mà Ten Hag thường xuyên cho các học trò thực hiện cho những pha tấn công của mình. Tình huống mở tỷ số ở trận đấu với Liverpool chính là ví dụ cho cách tấn công điển hình của các đội bóng dưới thời của Ten Hag. Ở đây, ta có thể thấy Rashford và Bruno di chuyển dạt biên để cùng Sancho tạo thế overload tại đây. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sau đó đã có đường đảo cánh chính xác cho Eriksen phía bên kia. Khi nhận bóng, thay vì nóng vội dứt điểm, số 14 bình tĩnh luôn chuyển bóng qua lại với các đồng đội tại đây, rồi sau đó thực hiện một tình huống phối hợp 1-2 để cho Tyrell Malacia có thể băng xuống đáy biên. Lúc này, cầu thủ người Hà Lan có đủ khoảng trống để tung ra đường căng ngang dành cho Sancho ở phía trong, kiến tạo cho cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Mặt trận phòng ngự là nơi thể hiện rõ nhất những sự thay đổi của United dưới thời của Erik ten Hag.
khi mà từ hình ảnh một đội bóng rời rạc trong khâu pressing, các tuyến thiếu sự liên kết với nhau và thường xuyên để lộ các khoảng trống chết người bên trong khối đội hình. United giờ đây đã cải thiện rất nhiều khả năng gây áp lực của mình và phòng ngự hiệu quả hơn rất nhiều so với các thời huấn luyện viên trước. Thường thì Ten Hag vẫn sẽ giữ nguyên khối 4-2-3-1, với Martial sẽ là người gây áp lực chính lên các trung vệ, trong khi Sancho cùng Rashford sẽ đảm nhận nhiệm vụ cắt các hướng chuyển bóng ra biên cho hậu vệ cánh. Bruno Fernandes sẽ chơi thấp hơn 3 cầu thủ trên một chút và thường sẽ được giao trọng trách kiểm soát pivot của đối phương, ngăn không cho các cầu thủ ở tuyến dưới có thể đưa bóng tới vị trí cầu thủ này. Điểm mấu chốt cho sự khác biệt ở đây là Ten Hag không ngại đẩy cao các tuyến còn lại của United nhằm giữ cự ly đội hình chặt chẽ nhất có thể, không cho đối phương khai thác bất kỳ khoảng trống nào bên trong khối phòng ngự. Với việc sử dụng cặp đôi trung vệ có lối chơi quyết liệt và cực kỳ cơ động như Rafael Varane và Lisandro Martinez, United có thể gây áp lực lên đối phương một cách mạnh mẽ hơn mà vẫn lùi về bọc lót kịp thời các khoảng trống nếu thất bại, khác xa sự chậm chạp và bị động như những gì mà chúng ta thấy mùa trước với Harry Maguire trong đội hình. Bên cạnh việc thiết lập được một hệ thống rõ ràng, có thể làm tốt được những việc cơ bản như triển khai bóng, pressing, tấn công, Ten Hag còn đem đến cho United một điều tích cực khác, đó là khả năng ứng biến linh hoạt với từng hoàn cảnh cụ thể. Để minh chứng rõ hơn cho điều này, chúng ta hãy cùng xem cách mà huấn luyện viên người Hà Lan này đã thay đổi hệ thống build up của mình như thế nào trước hai đối thủ khác nhau là Liverpool và Southampton. Ở trận đấu gặp The Kop, biết rằng cầu thủ của mình không có kỹ thuật đủ tốt để thực thi những tình huống triển khai bóng ở tuyến dưới trước một đội bóng có khả năng pressing thuộc dạng hay nhất châu Âu hiện tại như Liverpool, Ten Hag chỉ đạo cho các học trò của mình liên tục thực hiện những đường bóng dài và sắp xếp vị trí các cầu thủ để họ có thể tranh chấp tốt những tình huống bóng 1 và bóng 2. Cách tiếp cận này không chỉ giúp cho United có thể dễ dàng vô hiệu hóa thế mạnh về pressing của đối thủ, mà nó còn đẩy cao tốc độ trận đấu liên tục, khiến cho Liverpool đôi lúc không thể kịp thời thiết lập hệ thống phòng ngự của mình và để lộ ra những khoảng trống cho các tiền đạo của United khai thác. Khi đối đầu với Southampton, United quay về với lối triển khai bóng thông thường của mình, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trên trước một khối phòng ngự 4-2-2 quá chặt chẽ mà The Saints dựng ra. Tuy nhiên, biết rằng đối phương sử dụng một hệ thống theo kiểu 1-1, Ten Hag đã chỉ đạo cho các học trò thi đấu linh hoạt hơn, liên tục hoán đổi vị trí và thực hiện những tình huống ở bộ kéo người, giúp United mở ra được những khoảng trống cần thiết để đưa bóng tới 1/3 cuối sân của đối thủ. Chính nhờ sự thay đổi này mà họ đã có được bàn thắng ở phút thứ 55 và giành được chiến thắng trong trận đấu này. Trên đây là tình huống diễn ra một vài giây trước pha ghi bàn của Bruno trong trận đấu với Southampton. Có thể thấy rằng cặp tiền vệ trung tâm của United đã di chuyển lệch sang trái rất nhiều và kéo theo các cầu thủ của Southampton, mở ra một khoảng trống lớn để Varane đi bóng lên sau đó. Điều này khiến cho tiền vệ cánh của Southampton bị rơi vào thế 2-1 bất lợi và anh buộc phải đưa ra lựa chọn giữa việc áp sát Varane hay tiếp tục theo kèm Elanga ở biên. Sau khi nhận đường truyền từ trung vệ người Pháp, Elanga có đủ khoảng trống để thực hiện pha đi bóng tiến vào final third. Ở đây, các cầu thủ của United đã hoán đổi vị trí cho nhau một cách thông minh, khiến cho hệ thống 1-1 của đối phương bị rối loạn khi Bella Kotchap không biết phải theo kèm Sancho hay Bruno. Điều này giúp cho Bruno có được khoảng trống thoải mái sau đó để đón đường tạt vào của Dalot trước khi kết thúc tình huống bằng một pha volley ghi bàn cho United. Một điểm sáng mà ta có thể thấy được ở United trong quãng thời gian 4 trận đầu mùa này là việc Ten Hag nhận ra được vấn đề mà đội bóng đang gặp phải và sẵn sàng thử nghiệm cũng như đưa ra các thay đổi để tìm kiếm phương án xử lý cho vấn đề đó. Ông sẵn sàng đưa đội trưởng Maguire lên bằng ghế dự bị khi biết rằng anh không phù hợp với lối chơi yêu cầu các trung vệ phải thi đấu cơ động và liên tục dâng cao áp sát đối phương mà mình đang theo đuổi. Ông cũng không ngần ngại thử nghiệm Christian Eriksen trong vai trò của một số 6 sau khi nhận thấy cả Fred lẫn Scott McTominay đều không có đủ tố chất để thi đấu tại vị trí này. Cristiano Ronaldo không cho thấy sự phù hợp với lối chơi và có dấu hiệu không hài lòng về phong cách huấn luyện của mình. Ông thẳng tay loại anh ra khỏi đội hình xuất phát ngay lập tức, dù số 7 có thể được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của United hiện tại. Những ví dụ này đã phác họa được phần nào một hình ảnh Ten Hag dám làm, dám chịu, không ngại thay đổi để tìm kiếm những phương án tốt nhất hiện tại cho đội bóng. Với một người mới chân ướt chân ráo đặt chân đến một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, việc sẵn sàng thay đổi để thích nghi của vị trí lượt già người Hà Lan này có thể sẽ là một nhân tố quan trọng giúp ông thành công trong dự án cải tổ của Manchester United lần này. Thế nhưng, đừng vì những điểm sáng như vậy mà quá lạc quan về tương lai phía trước của nửa đỏ thành Manchester, bởi họ vẫn còn rất nhiều những vấn đề cần thầy 10 phải giải quyết được trong thời gian sắp tới. Vấn đề đầu tiên đó là khả năng triển khai bóng của họ hiện tại không được tốt và nó chủ yếu đến từ việc Ten Hag không có những nhân sự đủ chất lượng để làm điều này. Họ thiếu đi một thủ môn có khả năng chơi chân ổn để giúp vượt qua những tình huống khó trong các pha build up. Họ cũng không có cho mình một tiền vệ trung tâm có khả năng chuyền bóng xuất sắc, có thể xử lý tình huống nhanh chỉ trong 1 đến 2 chạm để vượt qua được những áp lực đến từ đối phương và mở ra khoảng trống. Nếu không thể giải quyết được nó ít nhất là ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè trước mắt, hay xa hơn là kỳ chuyển nhượng mùa đông, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn đối với Manchester United ở trong mùa giải này. Như tình huống dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Brentford, dù người mắc lỗi lớn là De Gea với pha chuyền bóng cực bóp của mình, thế nhưng nếu người nhận bóng ở đây là một tiền vệ có khả năng xử lý tốt, anh ta vẫn có thể đưa được bóng ra hai biên một cách nhanh chóng, hoặc thậm chí sử dụng kỹ thuật cá nhân để vượt qua sự áp sát của đối thủ. Dù đã có một hệ thống tấn công rõ ràng hơn, nhưng khi phải đối đầu với những khối phòng ngự lợp lót chặt chẽ, United vẫn tỏ ra vô cùng bế tắc và chưa cho thấy được những mảng miếng tấn công nào hiệu quả để có thể xuyên thủng được những bức tường bê tông mà đối phương dựng ra trước khung thành.
Các cầu thủ Quỷ Đỏ quá lười thực hiện những tình huống di chuyển không bóng để chiếm lĩnh khoảng không hay kéo giãn đội hình đối thủ, khiến những tình huống tấn công của họ thường quá tĩnh và gặp khó trong việc tìm kiếm các cơ hội. Như pha bóng này, khi Dalot tiến vào khu vực 1/3 giữa sân, không có bất cứ cầu thủ nào ở phía trên di chuyển vào khoảng trống ở between the lines để cung cấp các lựa chọn chuyền bóng, khiến cho hậu vệ người Bồ Đào Nha không còn cách nào khác phải trả ngược về cho các đồng đội. Và việc bế tắc trong tấn công này cũng là một phần nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề tiếp theo đây của đội bóng này, đó là khả năng chống phản công tương đối tệ. Khi gặp khó trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương, các tiền vệ của United sẽ có xu hướng đẩy cao lên nhằm tạo được sức ép lớn hơn nữa lên khung thành đối phương. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến cho hàng thủ của họ trở nên mong manh hơn và dễ bị đối phương đánh thẳng mặt trong những tình huống phản công nhanh. Như tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của Brighton, Fred lao lên áp sát một cách thiếu suy nghĩ và để đối phương dễ dàng vượt qua bằng một pha chuyền bóng đơn giản, tạo thế 4-3 cực kỳ thuận lợi với hàng thủ của United, giúp Brighton dễ dàng có được bàn thắng. Với sự xuất hiện của Casemiro, rất có thể đội chủ sân Old Trafford sẽ cải thiện được phần nào điểm yếu này. Thế nhưng chúng ta vẫn sẽ cần phải đợi thêm thời gian để kiểm chứng điều đó khi mà tiền vệ người Brazil vẫn chưa được ra sân nhiều trong màu áo mới. Tuy vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng từ các đời huấn luyện viên trước, thế nhưng nhìn một cách tổng quan thì những ngày đầu của Erik ten Hag tại Manchester United hiện vẫn đang mang những dấu hiệu tích cực. Quá trình tái thiết một đội bóng chưa bao giờ dễ dàng cả, và việc liệu thầy 10 có thành công trong công cuộc phục hưng Quỷ Đỏ thành Manchester hay không thực sự là một điều quá khó để nói trước. Vậy nên, ở thời điểm này, các fan của đội bóng này cứ tận hưởng hết mình đi và cùng chờ đợi xem mùa giải 2022-2023 sẽ đem đến cho họ điều gì bất ngờ nhé. Và đó cũng là những lời cuối cho video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe kênh cho chúng mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.